Mình Vũ và King nè, hello mọi người. Bây giờ cùng mình tìm 5 vị trí sô-cô-la bên khu nghỉ dưỡng nha. Gọi bạn bè tới tìm chung cho nhanh nè. Vị trí 1, cho anh bán cá. Vị trí 2, chỗ bảng đếm. Vị trí 3, khu nhà bên phải. Vị trí 4, khu nhà bên trái. Vị trí 5, chỗ NPC tóc vàng. Đồ nam với xe mới nè mọi người. Mà nó lỗi chưa hiện trong cửa hàng. Hôm nay lấy được hộp quà cuối nè mọi người. Bây giờ mình sẽ đi làm tất cả nhiệm vụ. Thank you.
Thank you.